Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong những ngày tới thì trọng tâm mưa lớn vẫn tập trung ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh và có điểm thì trên 300 mm. Vì vậy, từ nay đến ngày 28 tháng 9, trên các sông ở Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông là từ 2 cho đến 4 m và hạ lưu là 1,5 đến 3 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng nguồn sông cả Nghệ An, sông La Hà Tĩnh ở mức báo động 1 và trên báo động 1, hạ lưu là mức dưới báo động 1. Ngày mai, mưa cũng tiếp tục diễn ra ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi. Trong đó, vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình có điểm mưa rất to trên 150 mm. Còn các nơi khác của Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, lượng mưa sẽ từ 10 cho đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa lớn trong nhiều ngày liên tục rất dễ xảy ra lũ quét, nhất là ở các tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên và dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Vì vậy, quý vị cũng cần lưu ý. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ trở vào các tỉnh thành phía Nam thì ngày mai mưa cũng chỉ chủ yếu tập trung vào chiều và đêm, với lượng mưa đo được là từ 40 cho đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Người dân ở khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ cần lưu ý, ngày mai thì mực nước triều có thể đạt từ 4 đến 4,1 mét. Vì vậy, nhiều khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao. Còn về nền nhiệt, nhờ có mưa nên ở cả ba miền thì đều khá là mát mẻ dễ chịu và hầu hết nhiệt độ đều dưới 33 độ. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa vừa mưa to đến rất to và dông, gió bắc đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ 24 đến 27 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Khu vực Trung Du và vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 28 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực thành phố Vinh có mưa vừa mưa to đến rất to và dông, gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 25 đến 27 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có mưa vừa mưa to đến rất to và dông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 24 đến 26 độ, độ ẩm 90 đến 95%. Kết thúc bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.